Botox chăm sóc da collagen tổ yến, hân hạnh đồng hành cùng phong cách và cuộc sống. Ninh Như Lan Ngọc xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Một tuần trôi qua, chương trình Phong cách và cuộc sống luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị. Chúng ta hãy cùng xem thông tin thời trang và làm đẹp nào sẽ được cập nhật trong chương trình lần này nha. Vào ngày 20 tháng 11 vừa qua, tại trung tâm đào tạo người mẫu GM Models, buổi casting lựa chọn những gương mặt người mẫu nam mới cho show diễn Đại hội Mỹ Nam năm 2018 đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. Vòng casting năm nay với sự cầm cân nảy mực của dàn giám khảo quyền lực là các tên tuổi như đại diện đơn vị sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quảng cáo Gia Minh, chị Trần Thùy Minh, sản xuất phim điện ảnh Trang Nhung, siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp, nhà thiết kế Minh Hùng, nhà thiết kế Hoàng Phi Kha, Nam Vương Lương Gia Huy, ca sĩ Nguyên Vũ và đạo diễn Lê Việt, nhanh chóng thu hút đông đảo các thí sinh đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, chương trình còn nhận được nhiều sự quan tâm từ các đơn vị truyền thông và báo chí bởi tính chuyên nghiệp cùng sự khác biệt của một bữa tiệc thời trang chỉ dành cho nam giới. Tại buổi casting, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi: kết quốc sâu hình thể, bầu dáng và phần thi trình diễn trang phục do ban tổ chức lựa chọn để thể hiện sự tự tin, tư duy sáng tạo cũng như vẻ đẹp hình thể của bản thân. Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được góp mặt tại đêm diễn Đại hội Mỹ Nam 6 cùng các người mẫu chuyên nghiệp chinh phục 9 hạng mục giải thưởng danh giá dành cho năm nay. Các người mẫu nam mà tôi chọn lần này, tất cả đều phải toát lên được một vẻ cá tính riêng biệt. Từng cá tính của từng người đều thể hiện trên từng bước đi trên sàn kết quốc. Mình thấy các thí sinh năm nay rất là đẹp. Với vai trò là ban giám khảo lần này thì Hiệp sẽ làm việc rất là công tâm. Và mong các bạn sẽ cố gắng hết sức mình với niềm đam mê người mẫu. Trải qua 5 lần tổ chức thành công, mùa 6 Đại hội Mỹ Nam 2018 hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường thời trang Việt Nam những gương mặt mới đầy triển vọng.